Xin chào các bạn. Hôm nay thì ngày mùng 6 tháng 1 năm 2019 rồi. Cũng là ngày khá là giáp Tết rồi. Hôm nay là ngày Chủ nhật cho nên là mình có cái thời gian rảnh mình đi câu lươn. Trước mắt các bạn đây là một chiếc cái hồ ao, ao rau muống. Hồ này khá là rộng và mình nghĩ là cái hồ này có rất nhiều lỗ lươn. Bây giờ mình sẽ đi tìm lỗ và đi câu. Đây là đồ nghề của mình. Đây bây giờ mình tìm lỗ này. Trước mắt các bạn đây là một cái lỗ, cái hang. Đấy. Đây là con chuồn hổ các bạn nhé. Đây là lưỡi câu của mình này. Sao gọi nó con chuồn hổ hả bố? Chuồn hổ bởi vì cái tên gọi người ta đặt thôi. Còn đây là cái loại chuồn mà có thân của nó rất là cứng, gọi là không phải là cứng nhưng mà nó không bị nhão thịt. Và trên Kiểu như thân là săn chắc, sao chắc như là hổ hả? người ta đặt tên thôi. Đấy. Nó khi mà mình ngắt nó đi nó cứng đơ này. Còn có cái loại mà mình ngắt đi một cái nó nhão cái thịt đi. Nhão thịt thì khi mà Cho thức von ăn vào xuống là nó dễ bị, nó dễ đứt. nó dễ bị nhầu, nó không được nguyên nguyên cái miếng mồi. Với là cá, cũng cá hoặc là lươn thì nó sẽ rỉa dần. Một chú lươn thiếu niên. Chào các bạn, đây là kết quả hôm nay của mình đi câu lươn. Chú lươn khá là bé, bạn thấy chưa? Hôm nay là mình có mang cái lưới này. Cái lưới này rất là tốt khi mà mình đi bắt các cái đồng sâu ấy, thì mình có thể dùng cái lưới này để mình nắm và đỡ lươn đỡ tuột mất. Đấy. Đây các bạn nhìn thử mình. Cần nắm như này thôi, nó rất là chắc. Đấy, nó không bị tuột. Bây giờ mình sẽ bỏ vào túi. Chú lươn. Các bạn lại trước mắt các bạn lại một cái lỗ nữa. Mình thực hiện câu. Lỗ này khá là to. Không biết là lươn nó có to hay không. Cho mày thử cái. Cho mày câu thử cái. Thôi. Nào đưa mày câu thử nào. Cho con tay con gái xem thế nào. Nó lại ăn hết mồi rồi á. Hả? Uầy.
Đây, đã được một con lươn rồi. Đấy, thấy chưa các bạn? Thấy chưa? Đây là tay con gái đấy. Đây là con gái đi câu lươn nha. Xin chào nha. Hôm nay hai vợ chồng mình đi câu lươn các bạn nha. Vợ đây, lươn này, lươn con các bạn này. Đấy. Con chú lươn con đấy. Đây mình đo cho các bạn xem này. Nó bằng bằng ngón tay, tay trỏ của mình. Một chú lươn nữa. Đây có được hai con lươn rồi các bạn. Con lươn này đã bị trọng thương. Này bị rách mồm. Ta xin lỗi. Lần đầu được cảm giác câu lươn nên là giật hơi mạnh. Và đi có bạn rồi. Anh em đấy. Anh em cùng một mẹ này.